Rồi vậy thì bây giờ đối với các cái phương pháp mà chúng ta ứng dụng để điều trị đối với các cái nhiễm độc này thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Thứ nhất là nếu mà mình nhiễm độc qua da và qua đường hô hấp thì ở đây chúng ta sẽ phải đưa các cái nạn nhân ra khỏi nơi nhiễm độc, rồi mình rửa cái vùng da bị nhiễm độc. Rồi nếu mà dính trên mắt thì mình rửa bằng nước muối sinh lý. Rồi nếu mà mình hít phải trên con đường hô hấp thì mình có thể hỗ trợ hô hấp bằng thở oxy, hô hấp nhân tạo. Rồi nếu mà mình uống phải theo con đường tiêu hóa thì mình phải nôn, rửa dạ dày, hoặc là mình phải sử dụng tẩy sổ. Thì đối với tẩy sổ thì mình cũng sẽ lưu ý đó là gì, mình sẽ sử dụng những cái thuốc tẩy sổ đó là dạng muối. Chúng ta sẽ sử dụng những thuốc tẩy sổ đó là dạng muối, chúng ta tuyệt đối không sử dụng những thuốc tẩy sổ là dạng dầu, bởi vì bản chất của những chất độc này là tan ở trong trong dầu. Nên vì thế khi mà mình sử dụng mà chất tẩy sổ là dạng dầu thì nó sẽ làm cho các chất độc này thấm nhiều hơn. Rồi để nạn nhân nghỉ và yên tĩnh và cho thở oxy. Thì đó là một số cái cơ bản. Rồi uống hoặc là tiêm cái dung dịch kiềm để chống toan huyết, tức là cái pH của nó thấp á, nó giảm á, nó gây toan huyết. Rồi chúng ta có chống co giật bằng thuốc ngủ cũng như là Valium, diazepam đó. Rồi hồi sức hô hấp tuần hoàn, đặt ống nội khí quản và hỗ trợ hô hấp. Ăn thì thức ăn ta thì nên là hạn chế ăn chất béo, giảm chất béo, tăng cái lượng thức ăn mà có dầu protein và đường. Đó, bổ sung canxi gluconate để bổ sung cái thành phần ion canxi vào để chống co giật, giữ ấm và tránh lạnh đột ngột để hạn chế việc chúng ta bị phù phổi. Nếu ho thì chúng ta sử dụng codeine để điều trị ho. Đó. Thì đó là về một số cái hợp chất hữu cơ có clo. Chúng ta tiếp tục đến tìm hiểu đến cái hợp chất đó là thuốc diệt côn trùng hữu cơ có phosphor. Thì đối với cái nhóm này thì thuốc diệt côn trùng này thì người ta sản xuất năm 1942, và các hợp chất này được sử dụng như là một cái vũ khí hóa học trong các thời chiến tranh. Thì đến thời điểm này thì vẫn có còn sử dụng. Thì ở đây chúng ta có ví dụ như một hợp chất số hợp chất độc thuộc cái nhóm này đó là gì, ví dụ như là chúng ta có tabun này, chúng ta có soman này, chúng ta có sahin này, vân vân, rất là nhiều những cái hợp chất mà chúng ta sử dụng rất là nhiều. Về mặt cấu trúc cơ bản của cái hợp chất hữu cơ có phosphor thì đây chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có cấu trúc cơ bản như thế nào, chung như thế nào. Thì đây chúng ta có, đầu tiên chúng ta có nhóm phosphor có nhiều cái nhóm thế liên kết vào nó, đó là X này, L2 này, R1 này. Ở đây thì có nhóm oxy hoặc là có thể thay thế bằng lưu huỳnh. Thì đó là về công thức chung của các cái nhóm này. Về cái ví dụ thì ở đây chúng ta thấy một số cái ví dụ của một số hợp chất hữu cơ có phosphor này. Ví dụ như ở đây chúng ta có, đây là hợp chất có tên đó là tabun này, đó, dimethyl amido ethyl cyano phosphate. Rồi ở đây chúng ta có cái hợp chất soman này, rồi chúng ta đây có hợp chất là sahin này. Thì chúng ta nghe những cái hợp chất này cũng khá là quen thuộc, khá là quen thuộc khi mà chúng ta thấy rằng là những cuộc nội chiến, những cuộc chiến tranh chúng ta hay nói đến. Và ở đây chúng ta cũng có là hiện bây giờ chúng ta cũng để ý rằng chúng ta thấy rằng là có một hợp chất mà dạo này các cái truyền thông cũng nói rất là nhiều về việc mà sử dụng nó để ảnh hưởng gây độc cho các cái chính trị gia ở nước Nga, chúng ta cũng nói rất là nhiều, đó là Novichok. Novichok đó là một cái chất thuộc cái nhóm này, đó là hợp chất hữu cơ có phosphor. Rồi thì ở đây chúng ta thấy rằng là nhiều số cái hợp chất hữu cơ có phosphor mà chúng ta sử dụng để làm việc côn trùng, ví dụ như chúng ta có là TEBB, đó là tetraethyl pyrophosphate, baratheon, chúng ta có diethyl paranitrophenin monothiosulfate, rồi chúng ta có methyl baratheon. Thì cái nhóm baratheon này thì trước đây, cách đây cũng khá là lâu, khoảng tầm mười mấy năm trở về trước thì người ta vẫn có sử dụng cái baratheon. Rồi về sự chuyển hóa biến dưỡng của hợp chất hữu cơ có phosphor thì đây chúng ta sẽ xem nó như thế nào. Thì ở đây chúng ta lưu ý rằng là khi chúng ta so sánh cái hợp chất hữu cơ có phosphor này với lại là hợp chất hữu cơ có clo về mặt biến dưỡng á, thì đây chúng ta thấy rằng là đối với các hợp chất hữu cơ có clo thì nó hầu hết là nó sẽ được tích lũy nhiều ở trong mô mỡ chúng ta và gây độc. Còn đối với cái hợp chất hữu cơ có phosphor thì nó ngược lại, thì chúng ta thấy rằng là nó ít tích tụ ở trong mô mỡ, rất là ít tích tụ nha. Đó là sự khác biệt.
Rồi và ở đây nó sẽ được chuyển hóa khá là nhanh. Rồi, nó được chuyển hóa khá nhanh. Và sản phẩm chuyển hóa của nó sẽ tạo thành những cái gì? Những cái para-nitrophenin. Và ví dụ như ở trên cái dưới cái hình này chúng ta thấy cái con đường chuyển hóa của parathion, thì chúng ta thấy là parathion này nó có thể chuyển hóa để tạo thành các hợp chất, đó là para-nitrophenin, para-nitrophenin này. Đó. Chúng ta thấy rằng là những cái hợp chất para-nitrophenin này sau khi nó được tạo ra thì nó sẽ kết hợp với lại là gì? À, nó có thể kết hợp với lại là glutathione để nó bị giảm độc tính nè, có thể kết hợp với lại là cái hợp chất sunfat đội sinh này, BABS này, hoặc là kết hợp với axit glucuronic này, đó vân vân, để nó tạo thành những cái sản phẩm là chuyển hóa. Và các sản phẩm chuyển hóa này có gốc nitrat, có gốc sunfat, có cái gốc glucuronic, hoặc là có cái gốc là glutathione, thì nó dễ dàng được đào thải và giảm đi độc tính của nó, đúng không? Đó. Nên vì thế, và quá trình đào thải của nó sẽ đào thải theo con đường nước tiểu. Nên vì thế khi mà người ta muốn xác định việc nhiễm độc đối với một cái nạn nhân nào đó thì người ta sẽ sử dụng nước tiểu để người ta xác định cái hàm lượng của hợp chất có tên là para-nitrophenin sulfate hoặc là para-nitrophenin glucuronic. Thường người ta sẽ xác định cái hợp chất này, cái nồng độ hợp chất này ở trong nước tiểu để người ta xác định cái mức độ nhiễm độc đối với cái hợp chất này ở trong cơ thể của các cái nạn nhân. Được chưa? Đó. Rồi, về các cái nguyên nhân mà bị nhiễm độc đó là gì? Thứ nhất là theo con đường hô hấp, thì có thể là do mình hít phải những cái khí, và khi các cái thiết các cái phương tiện vận tải hoặc là các cái kho mà chứa các chất độc này bị cháy thì chúng ta có thể hít phải nó theo con đường hô hấp. Rồi trên da thì ở đây người ta sẽ mang vác những cái thiết bị để người ta phun thuốc trừ sâu diệt cỏ. Thuốc trừ sâu đó thì khi mà các thiết bị này nó bị hở thì khi nó dính lên cơ thể chúng ta, dính da trên cơ thể chúng ta thì dẫn đến là bị nhiễm trên da. Rồi trên đường tiêu hóa thì chủ yếu là do mình uống lầm hoặc là ăn lầm phải những cái hoa quả mà mình sử dụng thuốc trừ sâu có phosphor, hữu cơ có phosphor trong một thời gian ngắn, và người ta thu hái, người ta cung cấp cho chúng ta, bán cho chúng ta sử dụng thì nó sẽ bị nhiễm độc. Rồi có thể là do tự tử, người ta có thể uống cái thuốc này để tự tử, yeah. Hoặc là do có thể là người ta pha vào trong rượu, tức là chỉ ở đây người ta để rằng là rượu mà nếu mình nấu ra mà nó đục đó, thì người ta có thể nhỏ một giọt, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái rượu chúng ta sẽ từ từ nó sẽ trong dần đó. Giờ nên vì thế ở đây chúng ta thấy rằng là người ta có thể sử dụng nó để pha rượu đó. Nên vì thế mình sử dụng cái nguồn rượu cũng là một cái nguồn mà sẽ có thể dẫn đến chúng ta nhiễm độc của cái nhóm này đó. Rồi về cái cơ chế gây độc của nó thì hồi nãy tôi nói ban đầu nó là một cái chất độc thần kinh, đúng không? Tôi nói ban đầu nó là một chất độc thần kinh thì nó sẽ gây độc lên hệ thống thần kinh chúng ta. Thì đối với cái hợp chất hữu cơ có clo thì nãy chúng ta đã giải thích rất là rõ rồi, đó là gì? Nó sẽ gây tê liệt thần kinh bằng cách gì? Bằng cách là nó bám lên sợi trục và dẫn đến ức chế quá trình đảo cực, và dẫn đến là gây ra sự ức chế quá trình truyền tín hiệu thần kinh trên các sợi trục. Tuy nhiên đối với hợp chất hữu cơ có phosphor thì nó không tác động lên như vậy lên sợi trục, mà nó lại tác động lên các synapse, tác động lên tại vị trí các synapse. Đó, bây giờ nó tác động như thế nào? Thì nó sẽ ảnh hưởng lên một cái chất truyền tín hiệu thần kinh, đó là acetylcholine. Thì ở đây chúng ta nhớ rằng là chúng ta có bốn chất truyền tín hiệu thần kinh mà chúng ta đã kinh qua hết rồi đó. Thứ nhất là glutamate, thứ hai là GABA, thứ ba là dopamine. Và rồi chúng ta đã nói ở trong chương số 7. Và bây giờ cái hợp chất truyền tín hiệu thần kinh thứ tư đó là acetylcholine. Thì đối với cái nhóm này nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của acetylcholine. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ tôi sẽ giải thích cái nguyên tắc hoạt động của acetylcholine. Acetylcholine đó là một cái chất truyền tín hiệu thần kinh theo kiểu kích thích, đúng không? Thì bây giờ ở đây chúng ta có cái synapse trước. Thì trong cái synapse trước nó sẽ có các cái túi mà chứa chất truyền tín hiệu thần kinh là acetylcholine. Rồi sau đó thì các cái túi này nó vỡ ra thì nó phóng thích acetylcholine vào giữa hai synapse. Rồi sau đó nó gắn lên cái thụ thể nó ở synapse sau, đúng không? Khi nó gắn thụ thể nó synapse sau thì cái kênh âm dương sẽ được mở ra và âm dương nó đổ vào bên synapse sau và gây ra kích thích thần kinh tiếp tục. Nhưng mà để mà nó kiểm soát cái lượng acetylcholine đổ qua các synapse để điều hòa, để kiểm soát cái hoạt động kích thích thần kinh á, thì nó có một cái enzyme, đó là enzyme có tên là acetylcholine esterase ở synapse sau này. Thì cái enzyme acetylcholine esterase này sẽ kiểm soát cái nồng độ của acetylcholine bằng cách đó là thủy phân. Đó, nếu mà cái nồng độ nó quá cao thì cái acetylcholine này nó sẽ thủy phân cái acetylcholine esterase, sẽ thủy phân cái acetylcholine để tạo thành choline và acetat, đúng không?
Nhưng mà bây giờ cái hoạt động của cái hợp chất hữu cơ có phốt pho này nó như thế nào? À, nó sẽ liên kết, khi chúng ta nhiễm độc nó liên kết vào thằng này, nó liên kết với acetylcholine estera và nó làm ức chế cái hoạt động thủy phân của acetylcholine estera. Nên vì thế cái việc mà không kiểm soát được cái nồng độ của acetylcholine ở trong quá trình truyền tín hiệu kinh thì nó làm cho cái hệ thống kinh chúng ta sẽ bị kích thích liên tục, đúng không? Thì nó ảnh hưởng đến cái hoạt động thần kinh chúng ta ngay lập tức đó. Thì đó là cái cơ chế hoạt động của hợp chất hữu cơ có pho là như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng là đặc tính của nó là nó ức chế lên cái hoạt động của enzyme acetylcholine estera đó, và nó làm gây ra những cái tác động, đó là cái kích thích thần kinh liên tục, đúng không? Và đồng thời cái acetylcholine ở trong cơ thể chúng ta nó sẽ bị tích tụ lại nhiều, tức là nồng độ nó tăng cao và tích tụ lại nhiều và nó đào thải vào trong trong máu và nó gây độc đó. Ngoài ra thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà mình nhiễm độc với lại là cái hợp chất này, nó còn tác động hạn định nữa tại các cái vị trí mà mình nhiễm độc. Ví dụ như mình hít theo con đường hô hấp thì nó sẽ ảnh hưởng lên phổi, hoặc là mình dính trên da thì nó ảnh hưởng trên da, mình dính trên mắt thì ảnh hưởng lên mắt, mình nuốt phải thì mình sẽ tác động lên hệ thống tiêu hóa rất là mạnh đó. Rồi thì đó là về cái cơ chế hoạt động nó như vậy. Thì bây giờ đây chúng ta sẽ xem nè. À, vậy thì cái này là hợp chất hữu cơ có phốt pho. À, đây là acetylcholine estera. Vậy thì cái hợp chất hữu cơ phốt pho nó sẽ liên kết với acetylcholine estera thông qua vị trí của nhóm OH của serine. À, thông qua vị trí nhóm OH của serine. À, để nó tạo ra một cái phức hợp và nó làm cho cái enzyme acetylcholine estera này bị ức chế. À, và không thể điều hòa được, kiểm soát được cái nồng độ của acetylcholine tại các synap, và vì thế nó sẽ gây độc cho cơ thể chúng ta và gây ra kích thích thần kinh. À, rồi vậy thì bây giờ các cái cơ chế gây độc nó như vậy thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng ngộ độc như thế nào? Bây giờ trước tiên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta nhiễm độc với các chất độc hữu cơ có phốt pho thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ gây ra những cái biểu hiện như thế nào đây. Thứ nhất là hơi thở của chúng ta thì cũng như là các cái chất nôn và cũng như là dính ở trên da, trên quần áo chúng ta thì nó sẽ có cái mùi gì? À, nó sẽ có mùi tỏi, đây là mùi đặc trưng của hợp chất hữu cơ có phốt pho. Rồi về mặt lâm sàng, các cái triệu chứng lâm sàng thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó xuất hiện cho chúng ta những cái triệu chứng của các cái hội chứng, đó là gì? Thứ nhất là triệu chứng của cường giao cảm theo kiểu muscarin. Thì cái triệu chứng cường giao cảm theo kiểu muscarin này là nó trái ngược với lại atropin, đó là gì? Nó sẽ kích thích tăng tiết dịch. À, bây giờ nó sẽ tăng gì? Tăng tiết nước bọt này, tăng tiết mồ hôi này, tăng tiết dịch phế quản này và kia. Nó tăng tiết như vậy thì nó dẫn đến là cái đường hô hấp của chúng ta như thế nào cũng sẽ bị tắc, tắc đường hô hấp và vậy là khó thở, và người ta gọi là thở kiểu hen đó. Rồi tiếp tục nó có thể gây ra những cái co thắt phế quản và dẫn đến suy hô hấp cấp. Rồi nó dẫn đến nhịp tim chúng ta bị chậm và có thể dẫn đến ngừng tim, và đồng tử chúng ta co lại như là đầu kim vậy đó, nhỏ như đầu kim. Thì đó là cái kiểu tác động gây ra cường giao cảm theo kiểu muscarin. Rồi tiếp theo là nó gây ra kiểu thần kinh nicotine. À, nó gây ra kiểu thần kinh nicotine thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó gây ra sự co giật các thớ cơ, ví dụ như là mi mắt nè, cơ mặt nè, nó gây ra sự co ruột lưỡi nè, co cơ cổ nè và cơ lưng nè, và có khi nào nó gây ra co cứng toàn thân. À, nặng thì nó sẽ gây ra hôn mê. À, nặng thì nó gây ra những triệu chứng có thể dẫn đến hôn mê. À, rồi vậy thì bây giờ nếu mà mình ngộ độc nó thì mình sẽ có những cái hướng nào để mình điều trị? Thứ nhất là mình phải rửa dạ dày, thứ hai là mình sẽ điều trị bằng cách là sử dụng atropin để thực hiện trái ngược với nó, để điều trị trong những cái trường hợp mà cường giao cảm theo kiểu muscarin tăng sự tiết dịch và gây ra tắc đường hô hấp. À, rồi bây giờ để mà mình hạn chế sự ức chế của cái enzyme có tên là acetylcholine estera thì mình phải dùng những cái chất giải độc để mình giải phóng cái acetylcholine estera ra. Chứ tại vì bây giờ các hợp chất hữu cơ phốt pho nó bám vào cái acetylcholine và gây ức chế. Nên vì thế người ta sẽ sử dụng những hợp chất có tên là ozim. Ozim đây là một cái chất giải độc đặc hiệu để dùng để giải độc đối với các cái nhiễm độc, và mình phải giải phóng được cái acetylcholine estera. Thì ví dụ như ở đây chúng ta có cái hợp chất ozim thứ nhất là BAM nha. Rồi tiếp theo, nói chung là có nhiều ozim theo lắm, thì xíu này chúng ta sẽ xem có rất là nhiều các hợp chất ozim người ta dùng để giải độc, để giải phóng cái acetylcholine estera. Rồi để hỗ trợ quá trình hô hấp thì người ta có thể độc ấn nội khí quản hay là mở cái khí quản để chúng ta có thể hô hấp được, và người ta phải tiến hành quá trình hút đờm đờm giải vì nó tăng tiết dịch nên phải hút đờm giải, hạn chế sự tắc ấm đường hô hấp. Rồi
À, mình phải chăm sóc dinh dưỡng, nhất là trong những cái trường hợp mà mình bị hôn mê và thở máy kéo dài, và chống nhân các cái bội nhiễm, sử dụng kháng sinh để chống các cái bội nhiễm.